Quay trở lại một cái chủ đề rất nhiều quý bà con hỏi, đầu tiên lúc hình thành mà trồng vườn á, trước khi mà lên liếp lên mương rồi như thế nào, bây giờ chọn giống ra sao để mà chúng ta đạt được cái chất lượng. Thì bây giờ mình sẽ quay review cho quý bà con anh chị là chúng ta chọn giống như thế nào mà cho chuẩn giống. Thứ nhất là phải đúng đúng giống là cái điều đương nhiên rồi, phải chọn ở nơi uy tín. Cái thứ hai bà con chọn những cái giống này là phải, có nghĩa là cây nó phải phải có nghĩa là không có bị thẹo rồi không bị ưỡn đồ này nọ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhìn vào cái bo và chúng ta nhìn vào cái tàn. Cái tàn nó rất là quan trọng nha bà con nha. Cái bo nó phải mập này, cái bo nó mập à, cái bo nó mập này, chúng ta nhìn thấy cái bo nó mập thù lù này. Đây, cái cây nhỏ cây lớn gì là do tiền của chúng ta thôi. Còn nếu chúng ta trồng những cái cây như vậy thì những cái vết liền bo nó rất là liền, có nghĩa là thằng này sau này nó liền với cái thân dưới gốc này, còn này nó hơi lâu hơn chút xíu nhưng mà không sao. Mập hay ốm hay to hay nhỏ là do tiền thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề tàn. Em lụm hai cây ra này, em quay cho bà con thôi, hai cây thôi chứ còn tại vì vừa quay vừa nói vừa cầm nữa, nó để chỗ nó không để không được. Giờ chúng ta sẽ nói về tàn. Bà con sẽ nhìn thấy này. Khi bà con mua cây sầu riêng á, bà con nên lựa cây hơi hai cơ đọt. Thì lúc hai cơ đọt này bà con nhìn thấy tàn nó ra đầy đủ không? Tàn nó xòe bốn bên hết. Là lúc nào chúng ta lựa. Cũng có những cái cây mà hai cơ đọt mà nó không có tàn. Nó có như cái tàu dừa như cái bàn tay thì thua. Lúc đó chúng ta trồng không có đạt năng suất, và tại vì trái của chúng ta nó cần rồng hoa tứ diện. Nên bà con chúng ta một cái cơ đọt thứ nhất lúc nào tính chắc Musikin cơ đọt thứ nhất là nó họ chưa chưa tàn đâu, lại lúc này là còn nhỏ mà những cái cành này sau này nó lớn lên chúng ta cũng bỏ. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cơ thứ hai là đang đang xe tàn, và lên thứ ba thì chúng ta sẽ bắt đầu là xuân khi chúng ta ra trồng thì chúng ta phải kích cho nó ra cái cơ đọt và xe tàn đó, đánh thức những cái mầm ngủ đó ra. Thì chúng ta phun cái thằng mà chai kéo đọt sầu riêng của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ á đó. Đó rồi bây giờ mình sẽ bóc cái cây nhỏ hơn, cái cây nhỏ hơn để ra cho bà con coi, tại vì vừa quay cái cây này bà con thấy không? Quá đẹp, tiền nào cũng nấy bà con đó, tiền nào cũng nấy. Còn cái này lá này là lúc vận chuyển này, lúc vận chuyển là nó bị dập đây, gió lúc lúc dập đây, lúc vận chuyển này, cái này chẳng ăn thua gì hết. Và chúng ta nhìn thấy tàn này thấy không, tàn nó ra này, đây cây tàn nó ra này. Và chúng ta lựa là lựa tàn nó xây đều vậy. Có một số vườn bữa mình đi mà cái này mình không dám nói tên thì nói tên rồi anh em buồn. Có một số vườn mình đi á, tới mình nhờ mình tư vấn về kỹ thuật cũng như là bấm tỉa tàn là ông lựa đâu, cứ như cái bàn tay vậy nè, cứ tàn nó qua hai bên, còn nó cung như nó lên một cái như cái xương cá mà còn ăn á, thì cuối cùng nó không có đạt được cái năng suất. Tại vì chúng ta phải xây tàn muốn đạt được năng suất tận dụng hết tất cả cái năng lượng của nó thì chúng ta phải có bốn bên như hai bên. Ông mua thì cây giống rẻ lắm, giờ ra coi cây tốt lắm, đúng ra coi là cây tốt, phè phè ra mà nó ra hai bên không thua. Phải không? Thua. Mình nói đâu bây giờ em cũng biết nói sao với anh đó. Đúng là tiền nào của nấy, anh ham rẻ anh chịu thôi. Đấy. Có đặc biệt là bữa có cái này câu chuyện mình cũng kể thiệt luôn chứ không phải là nói nó điều nó ngon gì. Có một ông nào nào Gia Lai xuống cũng trời ơi, trên Gia Lai nó bán rẻ lắm anh ơi, sao dưới này anh, cái cây này ở dưới dùng Chợ Lách dưới Bến Tre rồi Tiền Giang nó sao bán mắc quá. Nhưng mà cuối cùng mày đưa cái cây Gia Lai ra coi, cây Gia Lai như bằng tay vậy, cứ như bằng tay vậy. Đó, nó thật với bà con vậy. Còn đây này, những cái cây nó ra nó xòe tàn bốn bên vậy, cây này ông trồng được trồng cây nào nữa không. Bây giờ mình sẽ minh chứng, mình đi quay đi 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 kiếm một cái quay cây mà xòe tàn cho bà con, rồi cây xương cá có không biết để quay cho bà con coi, cây nó xòe tàn đó, nó phải xòe tàn như vậy bốn bên này. Đó, bà con thấy này, bốn bên cái này là chúng ta phải uống này, cái này uống kéo nó xuống, giờ nó đang về lên này đó, nó xòe tàn phải xòe như vậy này. Còn cái cây nào mà như xương cá là đây rồi, kiếm con cây chắc có một cây xương cá đây để coi thử đây, lúc có xương cá không biết. Nên là cái việc mà trồng sầu riêng á mà lựa cây này không có xương cá, cây này xòe tàn bốn bên này, xòe tàn đều rồi, cái này là xòe tàn ok rồi đó, nó xòe bốn bên này đó, xòe. Còn xương cá là giống như là một cái xương cá ấy, giống như xương cá ấy, cái cành này nó không có, nó cứ như cái bàn tay vậy này là thua. Đấy, nên tư vấn cho bà con để cho bà con nắm rõ cái vấn đề. Chứ còn khi á, mà đi lựa giống mà cứ ham rẻ rồi lựa cây méo mó cây xệ đồ thua. Em đi kiếm thử có cái cây xương cá không, cái này cũng không mong muốn mà kiếm có cây xương cá trong vườn này nha bà con nha. Nó xe tàn bốn bên hết rồi, này xe hết tàn hết bốn bên này. Cái này là phải uống éo nó rồi. Như thí dụ như xương cá là nó kiểu như vậy này, nó kiểu như vậy này đó, 1 2 3
bốn cái kiểu, cái kiểu như vậy. Còn đây là nó đang rau này, đây đây đang rau bên này rồi, không đây không không có xương cá. Cái này xe cây này xe tàn đẹp quá đấy. Khi dùng chúng ta chọn một cái giống nó xè tàn như vậy nè, còn nhìn thấy nó tứ diện bốn bên hết, lạ cây nó ok nha. Còn nhớ nha, đây có cái sườn cá, trong cái xuôi cũng có cái may để quay video cho bà con coi giống như vậy này. Đấy, nó chành bành giống như vậy này, bà con nhìn thấy không đó, nó chì bì chành bành như vậy. Lên này bắt đầu lên này nó phân tàn rồi, nhưng mà nếu mà nó có dưới này hai ba cành nữa là ngon đúng không bà con. Trên này nó mới bắt đầu phân tàn, nhưng mà trên này nó ra thêm cơi đọt nữa chứ không phải phân tàn nữa, nó ra cái cơi hai, cơi hai chùi hai ngọn á, trên này hai ngọn, lên trên này nó bắt đầu phân rồi đấy, là cái kiểu giống như vậy này. Nó nhỏ 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 thôi chỗ vườn ra la chết đấy. Xương cá này à, xương cá đấy. Nhưng mà trên này thì cũng đỡ, trên này là đang phân tàn rồi, trên này là đỡ, trên này là bữa kéo đọt, kéo phun kích đọt kích rễ nó ra. Nếu như mà bà con lựa xương cá thì bà con về phải kích rễ, kích cái đầu rễ, nhử cái rễ bên này ra. Nó thiếu thì chúng ta phải đưa rễ ra để nó cái chồi nó ra qua phía bên này. À, khi mà cái rễ chỗ nào á là cái chồi nó sẽ hướng về đó. Thì chúng ta phải kích cái đầu rễ nó, kích rễ phía bên này nhiều nhiều nhiều, chúng ta tưới xuyên tưới kích rễ. Để khi mà chúng ta thương xíu xương xuyên kích rễ thì cây nó sẽ tròn, xoay tròn đều. Vườn này có hai cây cũng không đến nỗi gọi là xương cá, nhưng mà nếu như mà hình dung là để cho bà con hình dung cái kiểu dạng dạng xương cá nó giống như vậy. Còn này nó sẽ tàn hết rồi. Rồi thôi, một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con. Cần thiết về tư vấn kỹ thuật thì bà con có thể gọi vào số điện thoại ở trên màn hình để các bạn chuyên viên tư vấn cũng như là các anh em tư vấn hỗ trợ cho bà con. Còn cái giai đoạn này nè bà con, cái giai đoạn này là bà con quản lý rầy giùm em nha, rầy nha bà con nha. Lúc này là rầy và lúc này là lá non nó ra như vậy, là rễ nó ra này. Lúc này là bà con sẽ đi phân bón giùm em cái siêu dưỡng cây, nghĩa là 7 ngày bà con đi một lần. Lúc này là chúng ta phải dưỡng cái đọt này, cái đọt này bằng mọi giá phải dưỡng. Còn nếu mà bà con không quản lý được cái lá bộ lá, không quản lý được cái đọt này đừng có trồng, nó thì trồng mất công. Có nhiều ông trồng trồng cho vui, cái thả rồi sen rồi trồng đại rồi đi không quan tâm nó sao cũng được. Nhưng mà trồng là chúng ta phải quản lý cây đọt này, chúng ta xịt rầy, rầy chúng ta phải xịt 7 ngày, chúng ta xịt 1 lần đó. Lúc này chúng ta có thể cộng chung với thằng siêu giáp chúng ta xịt lên, chúng ta phòng ngừa nấm bệnh luôn. Hoặc là chúng ta có thể cộng chung với vọt đọt sầu riêng để chúng ta kéo cây đọt, và ở dưới là bắt buộc, dưới gốc là bắt buộc là chúng ta phải đi phân, chúng ta đi siêu dưỡng cây cũng như humic Hoa Kỳ và cộng chung với trico humic luôn. Còn cái này là cây đọt này đứng nó già rồi, cây đọt này già là cái cây này là không sợ rầy nữa, cây đọt này nó già rồi cây này đó. Còn những cái lá mà nó đang non, vườn nó đang non ra non như vậy là quản lý cây đọt giùm em, quản lý tất cả cây đọt. Còn nhớ nha, cái giống nó rất là quan trọng. Đó nên là bây giờ người ta nói nhất nước nhị phân tam cần tứ giống, nhưng mà bây giờ là giống là cũng là nhất đấy, phải đúng giống, còn không đúng giống thì cũng thua. Rồi, quay cho bà con coi. Rồi, cái mô nè, cái mô khi bà con đắp mô á, đắp mô là đắp phân tầng, đắp bậc tăng cấp, bậc tăng cấp nha, cũng bậc tăng cấp nha bà con. Ví dụ như ở trên là bà con khi cái mô cũ thì bà con đắp xuống á là muốn bài ra đó, bà con phân tăng cấp. Cái chỗ này phân cấp này 20 cm này, rồi chúng ta phân cấp ra, chúng ta xà ra nha. Mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo. Lời nói đầu tiên là chúc tất cả quý bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Vâng, đây là kênh YouTube của chúng ta nên bà con có thể chia sẻ cũng như là để lại những cái bình luận ở trên kênh để các bạn cũng như là các anh em sẽ làm kỹ thuật hỗ trợ cho bà con tùy theo cái chủ đề bà con muốn. Hôm nay trả lời một cái câu hỏi rất là nhiều quý bà con quan tâm, đó là cây sầu riêng Musukin mới trồng thì đi phân bón gì, đặc biệt là phân bón như thế nào là hợp lý, cũng như là cho tổng hợp phân bón cho cây sầu riêng. Hôm nay chúng ta quay trở lại cây sầu riêng Musukin, và con thấy này, những cái cây này mới trồng thôi, cũng 4-5 tháng gì đó. Và con nhìn thấy cái tàn bắt đầu nó đã ra và cơ đoạn nó ra và cây nó khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một cái chủ đề là cái mô sầu riêng ở miền Tây. Thường thường thì bà con để cỏ, nhưng mà ở trong gốc này bà con nhớ là nhớ cào ra giùm em ha, nhớ cào cái cỏ ra giùm em ở bên ngoài. Vào mùa mưa thì bà con có thể cắt cỏ, còn mùa nắng thì chúng ta cũng có thể để cỏ nha. Nhưng mà ở trong gốc này là chúng ta không có để, ở trong gốc là chúng ta nhớ là không để nha bà con. Khoảng một gang tay là chúng ta cào ra để cho nó trống. Cây này chúng ta quan sát là đang ra cơ đọt và đang búng những cái cơ đọt. Tính chất cái cây sầu riêng Musukin thì cái lá nó ra nó vàng 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 vậy bà con. Đây là Musukin nha.
để đúng cái giống á, bà con có thể chọn những cái nơi cái giống uy tín, hay là bà con có thể gọi vào số điện thoại trên màn hình để cũng có thể chia sẻ. Bên mình Tinh Viễn, công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, có thể kết hợp với bên siêu thị cây giống Willow Farm tung một hệ sinh thái luôn. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái vấn đề là phân bón. Phân bón cây sầu riêng á thì sử dụng phân bón gì, sử dụng mới trồng, và sau này mình, bây giờ mình nói luôn cái chủ đề trước đây, đang hiện tại trước đây là những cái cây đọt ra như vậy là bà con nhớ xịt rầy giùm em nha, 7 ngày chúng bà con xịt một lần. Rồi bà con nói sử dụng phân bón gì, đây lại là phân bón mà nguyên cái vườn này, các cái vườn cây ăn trái hoặc cây sầu riêng đang sử dụng cái phân bón của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, đây là siêu dưỡng cây. Đây, mới vừa quay rộng ra cho bà con coi chút thấy toàn bộ. Đây, đây là cái can siêu dưỡng cây, còn đây là cái bóng của em đây. Ở đây là cái can siêu dưỡng cây nha bà con, của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, có logo này bà con thấy rõ không? Có logo này, nó cung cấp amino acid. Thành phần amino acid trong này rất là nhiều, cũng như là hàm lượng mà dinh dưỡng ở trong này. Đây là phân khoáng hữu cơ nha, một can này là 5 lít. Rồi, đây là humic Hoa Kỳ, nhiệm vụ của humic Hoa Kỳ là kích rễ và cung cấp cái vi lượng. Còn đây là trico humic, vừa có trico đề ma và vừa có humic, nó đã là cung cấp thằng Trichoderma và cung cấp humic. Nhiệm vụ của humic đó là tái tạo bộ rễ cũng như là làm cho bộ rễ khỏe, tạo điều kiện thuận lợi cho rễ nó phát triển, và khi rễ phát triển ra thì nó sẽ ăn phân nha bà con nha. Nó đơn giản vậy thôi. Phân bón dành cho cây sầu riêng mới trồng như thế nào, và cái giai đoạn trưởng thành bà con có sử dụng xuyên suốt ở đây. Cần gì á bà con có thể gọi vào số điện thoại để tùy theo cái giai đoạn mà mình sẽ cố vấn và hỗ trợ tư vấn cho bà con. Và tiện mình sẽ đến cái vườn của bà con để mà mình chăm sóc cho bà con miễn phí, hướng dẫn cho bà con cụ thể miễn phí. Hoàn toàn không lấy tiền, tư vấn cho bà con sử dụng cái sản phẩm một cái can siêu dưỡng cây này cộng với hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói trico humic, chúng ta pha cho 2.000 lít nước chúng ta tưới, thì đối với một cái con chúng ta tưới là khoảng 5 lít nước thôi. Từ lớn nhỏ chúng ta sẽ tưới ít, lớn chúng ta tưới lần chúng ta tưới quanh tán lá, có nghĩa là quanh cái tán lá này mà còn không tưới vô gốc nha. Phân bón chúng ta không tưới vô gốc, đây trong đó không có rễ đó. Và cái quan tâm cái điều đó là bà con nhớ quan tâm vào cái môi trường thuận lợi cho rễ phát triển, là chúng ta phải tạo có ăn humic. Humic nó vừa tăng cái độ pH, giải độc phèn và bung ra rễ, giúp cho cây chúng ta nó khỏe nha bà con nha. Xong rồi nó mới ăn được cái phân đây. Còn về quản lý nấm bệnh á, thì bà con mình cũng làm rất là nhiều cái video về siêu ấu giáp với thằng sấm diệt tiến trùng hang này, nó hỗ trợ phòng bệnh cũng như là trị bệnh cho bà con. Tốt nhất là chúng ta nên phòng, chúng ta phun định kỳ, chúng ta tưới định kỳ. Ví dụ như này là định kỳ nó là 7 ngày chúng ta tưới gốc một lần này. À, còn cái này là khoảng siêu ấu giáp thằng sấm là 7 ngày hoặc là 10 ngày hoặc 15 ngày chúng ta định kỳ. À, chúng ta có thể kết hợp với siêu ấu giáp cộng với sâu rầy chúng ta phun luôn. Nó vừa cung cấp vi lượng. À, chúng ta có vi lượng và có kẽm, có magie, có trong này đầy đủ hết, canxi đầy đủ hết. Nó sẽ cung cấp vi lượng cho lá thẩm thấu qua cái màng tế bào của lá, cũng như là còn sâu rầy nó sẽ đuổi sâu rầy. Rồi. Đây là cái bộ phân bón. Mình quay cho bà con, bây giờ trời nó lên khá là nắng rồi. Mình cố gắng nói nhanh, nói gọn cho bà con, nhưng mà ít nhất chắc có video này cũng 5-6 phút để bà con hình dung. Rồi cái mô, khi mà con trồng xong rồi con đắp cái mô giùm em á, là nó bề ngang nó khoảng cỡ 1m2 hoặc là 90, cao nó khoảng 90 cũng được hoặc 80 cũng được ha, tùy theo cái lượng đất của bà con. Đây là miền Tây đắp mô, còn ở Tây Nguyên thì không cần đắp mô. Ở Tây Nguyên thì đất đỏ bà vàng thì đắp mô nó tróc gốc luôn đó. Rồi chúng ta đắp mô xong rồi khoảng 4-5 tháng chúng ta sẽ phân tầng và chúng ta sẽ tán mô. Chúng ta tán mô bằng cách đó là chúng ta giật tân cấp. Nhưng mà còn lấy đất, nhớ nè, mà còn lấy đất ở bên ngoài này, mà còn đắp vào đây. Xong mà con lấy đất từ sau, mà con muốn trả đất lại cái chỗ lỗ đây, mà con lấy từ cái này này ở dưới mương này, mà con trả lại cái lỗ chỗ đấy, chứ không được lấy từ cái nước ở dưới này, đất cái bùn dưới này mà con đắp lên là cây vàng là cây chết luôn. Lúc đó nó nghẹt bộ rễ. Cái thứ hai là phèn, nhưng mà nghẹt cổ rễ là chính, tại cái bùn non nó như là những cái hạt nhỏ li ti len lỏi vào cái kẽ, nó lấp kín cái nghẹt cái cổ rễ luôn, cây chúng ta thở không được. Giống như lúc này chúng ta vô tình chôn sống cái cây, bít cái đường thở của nó, rễ nó cần có cái lượng không khí có oxy để nó thở nha con nha. Đất chúng ta tơi xốp là chúng ta để cỏ tơi xốp, xem mà chúng ta cắt, chúng ta xả xuống tạo thành cái tầng hữu cơ phân xanh. Muốn nhanh, muốn hấp thụ nhanh, muốn thì tính thằng Trichoderma ở trong cái gói Trichohumic này, nó sẽ phân giải những cái cỏ tạo thành phân xanh cho cái vườn chúng ta, tạo thành một cái tầng lớp hữu cơ bền vững. Và con nhớ cái điều đấy ha, đỡ tốn tiền mua phân. Thế nên cái thằng Trichohumic này là một cái lá bài mà cực kỳ hay. Cái nhà chúng ta, nếu như nhà chúng ta có chuột, chúng ta sẽ nuôi mèo, nó là con mèo, hay những con chuột là những con nấm có hại, nó là nấm đối kháng. Thằng humic là tạo cái môi trường thuận lợi cho rễ nó phát triển. Còn thằng siêu dưỡng cây này là phân bón, nó là phân bón đó bà con. À, còn hai này siêu giáp
Và thằng sấm diệt tiếng trùng nó là để chúng ta phòng ngừa và trị bệnh. Nó cũng là một cái dạng phân bón mà được nano và oxy hóa khử theo cơ chế tiêu diệt đám khuẩn. Còn sau này thì bà con nên sử dụng, mình đề xuất cho bà con nên đuổi. Đuổi thì chúng ta có thể sử dụng sinh học nha. Có thể sử dụng cái tỏi, cái hương liệu tỏi, tinh dầu tỏi đó chúng ta phun để chúng ta phòng. Rồi, đây bà con có thể quan sát nha. Quan sát để chúng ta có thể nhìn cái sản phẩm này. Nhưng mà con cũng cũng nên nhớ vậy thôi, bà con muốn mua cái sản phẩm này thằng mình nói thẳng luôn, bà con có thể gọi vào số điện thoại trên màn hình, là gọi trực tiếp vào công ty luôn để công ty sẽ đưa hàng cho bà con, ship hàng tới tận tận nơi cho bà con, còn không qua một cái đại lý phân bón trung gian nào tốn tiền. Bây giờ bà con biết rồi, đi ra ngoài thị trường bảo vệ thực vật bà con mua phân bón này nó tốn tiền, có được có một cái bà con có lợi là lợi được mua nợ, nhưng mà mua nợ thì có giá nó cao. Nó thẳng với bà con luôn mà, cái này là hàng từ công ty cung cấp thẳng cho bà con nông dân, cứ tặng nhà, giao tặng nhà, bà con kiểm tra, tháo ra kiểm tra hàng, đúng hàng, ok rồi rồi trả tiền cho bên bên shipper là xong, và không có cần phải ở chạy đi đâu hết. Tiền ship thì ví dụ như 30-40 ngàn hay 60-70 ngàn vậy, ở nhà họ đổ xăng xăng giá mà họ ship tới nơi cho bà con. Còn nếu bà con đi mua bên ngoài á, bà con kiếm sản phẩm này không có, bảo đảm với bà con luôn, tại vì đi đưa ra bên ngoài cái giá trị trong này nó rất là cao, có nghĩa là cái giá trị ở đây phân bón cái chất lượng nó rất là cao rồi, mà nếu đưa qua một cái bảo vệ thực vật nữa thì cái giá tiền nó đụng lên, thì con nghĩ là cái giá tiền nó đụng lên bà con sẽ bị mất đi một số tiền oan uổng. Cho nên muốn xa hàng chất lượng, muốn tốt thì cứ mua tận gốc nha, cứ mua tận gốc đây, sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ đây. Bà con thấy sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ này, cái logo này, có số điện thoại cũng muốn mua số số này cũng được, hoặc là số trên màn hình cũng được, hai số này đây bà con, số trên màn hình cũng được. Rồi thôi, một video nhỏ nhỏ chia sẻ 8 phút rồi, còn cái đầu dép điện thoại của em á, cảm ơn bà con rất là nhiều. Bà con cần thiết về tư vấn kỹ thuật thì bà con có thể gọi vào số điện thoại trên màn hình, cũng như là chia sẻ cần tư vấn như thế nào thì mình hỗ trợ và tư vấn cho bà con. Còn phân bón thì bà con cứ yên tâm sử dụng một phân bón này, một cái canxi dưỡng cây cộng với hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói trico humic, chúng ta pha cho 2.000 lít nước, chúng ta tưới quanh gốc là bà phát và cây chúng ta phát triển bền vững nha bà con nha. Không có cần đi phải làm một cái loại phân bón nào, đặc biệt là em cũng khuyến cáo bà con nha, phân gà là hay là phân rác, phân hữu cơ rác gì đó, mùa mưa chúng ta không nên đi nha, đi nó sẽ biết bà con biết sao, những cái phân gà, những cái phân rác á, những cái phân 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 hột, phân riêng, phân 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 mà nó ngậm nước nhiều, nó háo nước, nó ngậm nước, nó ăn ngậm nước để tạo cái môi trường ẩm độ rất là cao, cho ẩm độ môi trường rất cao, mùa mưa mà ẩm độ cao thì cây rễ nó không phát triển. Cái thứ hai nữa, nó sẽ vô tình là cái thức ăn cho những cái con nấm bệnh nó xâm nhập vào. Đấy, nó xâm nhập vào bên trong. Bà con muốn đi phân bò hay phân gì đó, bà con cứ mùa nắng. Nhưng phân bò thì không cần đi nữa. Nếu như bà con trồng cỏ xong rồi con cắt cỏ thì bao nhiêu bà con là không cần đi phân bò. Phân bò nó cũng ăn cỏ, ăn khỉ khô gì đâu, đúng không bà con? Có nhiều khi mà lấy phân phân bò bị phân bò giả nữa, mấy ông nuôi heo rồi ông dồn vô rồi ông về có những cái máy máy mà máy nén ấy, nó nén ra cục y như cục phân bò ấy. Rồi bà con có đâu biết đâu. Nên cứ để cỏ dài cho em xong rồi cứ tháng cắt một lần, tưới tri cô mít bao cho bà con luôn là nó tạo thành nguồn phân. Đây phân đây với phân đâu nữa, phân bò gì nữa đâu đi mua chi. Đấy bà con thấy không, bây giờ tầng tạo thành tầng đất này, đất miền Tây mà hồi xưa nó thật sự luôn là đất miền Tây nó phèn kinh khủng lắm, bây giờ nó tạo thành một lớp hữu cơ rồi. Bye bye bà con nha, nó nể nó nhiều quá, nó nhanh nhưng trời nắng quá, thôi đi vô, bye bye bà con.